Podcast mở chuyện hẹn hò đang phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube V Shows. Hãy bảo vệ hai cung nữ của cung đình. Đây là cha ta. Hả? Ngươi đang nói gì vậy? À, ngươi bị ngáo à? Ngươi bị ngáo à? Có hai đứa con gái đẹp vậy thì phải hãnh diện chứ. Không, nếu mà có hai đứa con gái cái này tôi gả lâu rồi. Ở chung với tụi nó mệt lắm. Xin hỏi thì dễ, hai đứa con gái đã có nơi đi chốn về chưa? Bên này thì đã gả đi nước ngoài rồi, nhưng bên đó người ta trả về. Còn bên này gả 1, 2, 3, 4 lần gì đó, 1, 2, 3, 4 lần gì đó, nhưng không có lần nào được. Ủa sao vậy? Tôi chưa gánh một vai là phải một tuần, bây giờ thêm một vai nữa. Ông chơi ngoảnh mặt làm ngơ. Bây giờ Luật có vẻ không hài lòng với hai bạn này. Luật chỉ cần hát có tên một người đó là người đó ra khỏi đội chơi riêng. Ủa anh sao anh nói ngày nào? Xưa ai lá ngọc cành rồi xong đi, ai lá ngọc cành rồi xong đi. Chuông ngân vang đây luôn, đây luôn, đây luôn, đây luôn. Hai đứa mày ngân vang, hai đứa mày ngân vang, hai đứa mày ngân vang. Chị ơi, chị gánh hai đứa em rồi, anh Luật Ninh thử. Trời ơi, được rồi, tôi nếu nhìn đội hình này, tôi số 1 là thua chắc rồi, là thua chắc rồi. Trời ơi, đừng cho ông chú về đợi mình nha, đừng, đừng, đừng. Trời ơi, con tưởng bây giờ là ông chú phải về đội xé luôn, chứ. Xé tôi qua bên đây luôn, được không? Xé qua đây luôn. Thôi anh Luật, từ từ nói chuyện, cũng sao hết á. Trời ơi, làm như muốn cần á, bên đây trời ơi. Thôi, 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 số 1 anh Luật ơi, chết rồi. Anh gánh tụi em. Gánh đội, gánh đội nha, gánh đội. Được, gánh đội rồi. Một mình tôi làm sao gánh nổi ba người. Tỷ luật số 1. Anh gánh em. Đội ba con yêu nữ. Anh gánh em. Thường là có Ngân với Ngọc là chịu không nổi, giờ thêm Ngân Như. Bên đây hơi bị ít người, thiếu người, tôi về đợi bên đây luôn. Hả? Trời ơi, bên đó đội mạnh lắm á. Bạn bạn nói luôn hình phạt rồi, bạn phạt luôn rồi. Đi chơi chi nữa. Mới nghe nè, vậy chị đang chơi chơi sức mà đâu. Không có gì đâu anh Luật. Chị Như nói gì? Mình phải cho chị thua tới mất, thua tới mất. Chị thua là em thua. Như vậy là hai đội đã rõ ràng hết rồi. Ba nữ, một nam. Ê, ba nam, một nữ. Đó, điều ghê. Trời ơi, đồ chết. Thật là biết hưởng thụ. Nè Ngọc, nè. Em đứng, em đứng. Cửa, cửa. Chưa mà. Trời ơi, bọn mình muốn leo qua đầu tôi luôn á trời. Đèn dầu, đèn than, cái gì bắt quang á, à. Cái gì? Châu châu, kìa, kìa, châu châu, đâu phải, đúng rồi, 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 liệt kê năm tính từ nói là gì ly là long mỹ già nói nhiều ờ mập ờ má dễ thương ờ ờ lầy lội ờ ờ thích anh đức thích anh đức thích anh đức yêu gia đình, yêu gia đình, thương con. Đủ rồi, đủ rồi. Gì vậy? Ghê quá, vậy là ba người được Luật vậy cũng chạy về hay vậy mà. Trời ơi, vậy mà kêu tôi không có liến thoáng đó. Thấy áp lực quá luôn á. Bên đây hai đứa em có thể thoăn thoắt thế này. Là đây là gánh nặng của đội em hả? Đội trưởng đó, đội trưởng đi sau cùng. Rồi. Năm loại trái cây khi ăn phải bỏ vỏ. Quýt, bưởi, cam, dưa hấu. Ôi, cam quýt đồ kia là ăn được hết. Xong đi, xong đi. Rồi, xong. Đây, đừng bước lên nữa.
Nhảy lên, nhảy lên. Đi chơi năm mẫu học cấp 2, cấp 3. Khoa học, lịch sử, anh văn, đạo đức, sinh lý, sinh lý, sinh. Rồi, 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 rồi. Trời, chơi cái game gì đau đớn quá à. Nếu mà thua phạt nặng không? Nếu mà thua phạt nặng không? Rất nặng luôn. Wow. Số 5 không hợp với tôi à, mùa 5 không hợp với tôi nha. Từ đầu tuần tới giờ là thua biết luôn nha. Khánh ơi, anh giận em lắm Khánh. Dạ. Hồi nãy giờ anh nói em suy nghĩ cái từ gì có chữ luật. Bây giờ em mới nghĩ ra cái bài hát. Hát. Cái bài hát của phim của anh đó. Sân chơi này là của tao, luật chơi này là của tao. Đó. Trời ơi. Chậm rồi. Đó ra, đó, em sửa lại. Sân chơi này là của tao, tiếng lực là của thú chơi. Nhưng mà nãy hát là gì? Tụi kia mạnh quá ai chơi lại. Không lẽ để ba đứa gây yếu đuối chống đỡ ba chàng trai. Đâu có sao anh. Không, tôi muốn dậm nát luôn. Dậm nát luôn. Thôi, nhạc. Trái. Trái. Anh chỉ giỡn mắt em thôi. Anh làm cho đồng đội em chửi lên đầu lên cổ em. Đâu mà đi về đó. Trời ơi, nhạc thôi. Không, không. Chơi cái gì nữa. Anh không. Ai đưa con gái thì cũng bắt mình thôi. Ai tạo ra nghiệp. Ai tạo ra nghiệp. Chính cô. Cô nói người ta không có nhanh nhẹn. Không liếc mắt. Nhanh nhẹn. Về đây với em. Em muốn người ta cho. Cho anh luật, anh chứ anh luật. Hai đứa. Một đứa anh leo lên là lộn. Không, không. Cho bên này rồi. Sáng dài vô, sáng dài vô, sáng dài vô. Liệt kê 5 món ăn thích hợp trong giai đoạn ăn kiêng. Sô-cô-la, bưởi, khoai lang, bánh xèo, rau xào, cái này miếng. Thịt có không chết? Lẹ lắm. Thịt. Lẹ lắm. Thịt có không chết? Yeah. Postcard phở, chuyện hẹn hò đang phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube V-Shows.